kiều nữ chân dài luôn. Đâu, quảng cáo đi. Vâng, trên trang Holiday xin kính chào toàn thể các bác và anh chị em yêu audio karaoke trên toàn quốc. Hôm nay tiếp tục video mới, em giới thiệu với toàn thể các bác và anh chị em cặp loa gọi là siêu hot JBL 150A, một trong những dòng loa có một cái kiểu dáng thiết kế cực kỳ đẹp mắt và cực kỳ sang trọng, sử dụng trong phòng để phối ghép nghe nhạc, chơi được với cái không gian là không gian mở từ nhỏ đến to, rất chi là ok. Hãng thiết kế cặp loa JBL 150A với một cái kiểu dáng cực kỳ đẹp. Toàn bộ loa được thiết kế là vân gỗ rất đẹp. Các bác và anh chị em đang để ý cặp loa JBL 150A. Đẹp từng góc cạnh luôn, cực kỳ đẹp. Rất đẹp các bác và anh chị em nhé, cực kỳ đẹp luôn đây. Thùng còn rất chi là đẹp, rất mới luôn. Cao tầm khoảng hơn 1 mét, rộng khoảng 40 và sâu tầm khoảng 38. Các bác của anh chị em đang theo dõi cái chất âm và cái hình ảnh của cái cặp loa JBL L150A. Với thiết kế là loa là có 4 loa, phải là loa 3 đường tiếng. Sử dụng là 2 bát 30. Các bác của anh chị em đang theo dõi cái bát loa trắng là bát và chất âm cho ra cái tiếng bát rất chi là hay, rất êm, rất mềm. Trung âm, trung trầm của cặp loa này thì nó quá tuyệt vời rồi. Trung âm nó cực kỳ sáng, đẹp, cực kỳ sáng, sáng, sáng lên keng luôn. Và ở cái model N150A này thì hãng thiết kế một chiếc loa bát được gọi là loa bát cộng hưởng, cho ra một cái chất âm bát là ra một cái trường âm rất mạnh, sâu và mềm. Rất hay các bác của anh chị em nhé, rất chi là hay. Nếu nói về cái dòng loa JBL có một cái phân khúc tầm giá là trên 30 triệu và dưới 40 triệu thì anh chị em các bác cũng biết rồi, rất nhiều model. Thì trong đó những cái model đáng kể là cùng cái phân khúc đó là L100 Century thẳng các bác của anh chị em nhé. L100 Century thẳng là có cái phân khúc là cùng với cặp loa này. Rất nhiều model. L122 cũng có một cái kiểu dáng thiết kế cấu hình loa cũng gần giống như cặp L150A này các bác của anh chị em nhé. Ở cái cặp JBL L150A này thì hãng thiết kế là toàn bộ là bát trung tép là được sử dụng cái củ Alico đánh với một cái chất âm vĩnh cửu, không bao giờ thay đổi về chất âm. Và cái điều rất hay ở cái cặp loa 150A này nữa thì là hãng thiết kế là sử dụng là cái bát có cái gân là gân cao su xốp các bác của anh chị em nhé. Gân cao su xốp nó là một trong những cái loại gân sử dụng để cho các bác của anh chị em nghe nhạc và hát karaoke hay nhất trong gia đình nhà mình. Tiếng bát nó trầm sâu, nó mềm, rất hay. Đây cái chung này, các bác của anh chị em nhìn cái chung rất đẹp, tiếng chung còn sáng quắc, đẹp, rất đẹp luôn. Trên thị trường hiện nay thì các bác của anh chị em biết rồi, với cái model 150A này thì cũng có một số anh em bán ra và tùy theo cái tình trạng loa và có cái giá là từ 34 cho đến 38, 39 triệu, thậm chí đến 40 triệu các bác của anh chị em nhé, thậm chí 40 triệu luôn. Và cái cặp loa này em đang test và giới thiệu với các bác của anh chị em, đó là cặp loa là còn zin bản từ A đến Z, toàn bộ thùng cực kỳ đẹp, loa bát, loa chung, loa tép là zin bản rất đẹp luôn. Đây các bác của anh chị em để ý cái model loa là L150A với cái tem CD là 2095, một chiếc bên phải và chiếc bên trái cũng model CD là 2095, rất đẹp. Model này thì hãng sử dụng là có hai cái tinh chỉnh tăng tiếng tép và tăng tiếng chung, rất tiện. Đấy, em sẽ quay cái phần sườn loa các bác của anh chị em này, toàn bộ được thiết kế là vân gỗ rất vàng, rất đẹp. Thùng zin bản rất đẹp các bác của anh chị em nhé. Đằng sau đây, cái này thì là hàng về này em cũng chưa có lau chùi gì cho nên là nó chưa được bắt mắt. Và cái này thì em lau qua thì cái này rất đẹp đây. Đằng sau loa thì được thiết kế là tất cả cái cọc cầu loa này giống như là cái dòng L65A rồi nó Dubai, rất giống luôn. Hãng thiết kế là có một cái chân gỗ lên bắt lên cách khỏi cái mặt đất, là sử dụng là rất yên tâm, là không sợ bị lở đấy. Với cái model này thì các bác của anh chị em chơi ở cái không gian từ
15 cho đến 45 50 m hoặc là 60 m rất ok, nghe tất cả các bản nhạc tình ca rất tuyệt vời luôn. Một trong những cái modem rất chia đẹp và bày trong phòng rất chia sang trọng và có một cái chất âm nghe được rất nhiều các thể loại nhạc. Và ở cái video này thì là em test thử cùng với cả cái chiếc âm ni Marantz MR9000. Một trong những modem âm ni cổ rất đẹp mắt và có chất âm nghe rất khỏe các bác và anh chị em nhé. Cái modem âm ni này thì là sử dụng là nguồn điện đa cầu điện, 4 cầu điện và nó cái giải chỉnh nó có chỉnh bass, chỉnh min, chỉnh tép rất hay, rất phù hợp với cặp loa L150A các bác và anh chị em nhé. Một trong những modem còn rất chia đẹp và cũng rất rất chi là hiếm, các bác và anh chị em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em qua địa chỉ Trinh Trang OLD, địa chỉ quốc lộ 38 Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Dương. Điện thoại 0967697999 và 0976757899, em ship hàng toàn quốc theo cầu. Các bác cô anh chị em lưu ý là ngoài cái model khủng của hãng JBL với một cái phân khúc là trên 30 triệu và dưới 40 triệu này, các bác cô anh chị em có thể sử dụng nghe nhạc và hát karaoke rất ok luôn nhá. Tuy vậy là cái cặp loa này thì cũng không có bác nào anh chị em nào sử dụng vào hát karaoke, nhưng mà thích thì vẫn có thể thử được. Ngoài cái model này ra, các bác cô anh chị em để ý là còn rất nhiều các model khác. JBL nổi tiếng với đầy đủ các model 3 số 4 số từ bass 20 đến bass 450 rất nhiều. Các bác của anh chị em có thể truy cập Zalo, Facebook theo số điện thoại 0967697999 và 0976757589 để được theo dõi tất cả các cái video hình ảnh âm thanh em test và đăng trên Zalo, Facebook chi tiết. Xin mời các bác của anh chị em sẽ đến với cái chất âm của cặp JBL 150A này. Đắm mắt theo bao hư áo thở dài nơi rất đẹp và rất hay. Buồn thương mẹ quặng gánh em còn trong cái buổi test và giới thiệu sản phẩm âm thanh nghe nhạc và hát karaoke của Trinh Trang Already hôm nay thì em giới thiệu với các bác của anh chị em cái cặp loa JBL huyền thoại N150A đánh với một chiếc âm ni Marantz cổ 9000 các bác của anh chị em nhé, rất chi là đẹp luôn. Và trong cái buổi video hôm nay thì em test và xin dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác của anh chị em trên toàn quốc vào các video clip gần đây nhất ở Trinh Trang Audio Test và giới thiệu các sản phẩm dành nghe nhạc và hát karaoke. Đường làng cũ năm nào khi con còn bé nhỏ theo mẹ đến trường, giờ đây con đường xưa còn đó, tóc liều vần gió ru.